Khi bắn những con vít nó có độ dài và cái trường hợp gặp cái khúc gỗ này nó cứng nè, rất là khó bắn. Các bạn chỉ cần sử dụng cái chai bôi trơn á, xịt vào cái chân của con vít một tí và chúng ta bắn có thể đi rất là dễ dàng ha. Cho một tí nước bôi trơn vào trong cái chân của con vít thì bắn đi rất là dễ. Khi khoan mũi khoan vào tường đóng tất kê, nhưng có nhiều lúc bị sâu quá, đóng tất kê nó bị chạy tuột vào bên trong. Để tránh cái hiện tượng đó, các bạn đo cái con tất kê này vào mũi khoan và làm dấu. Dán cái miếng bằng keo lên cái con tất kê làm dấu. Khi nào khoan đến cái vị trí này thì dừng lại, là chúng ta đóng tất kê nó không có bị chạy tuột vào bên trong quá. Làm như vậy rất là chắc chắn, không có sợ chúng ta khoan sâu quá khi đóng cái con tất kê nó chạy tuột vào phía bên trong. Khi sử dụng máy mài máy cắt, lúc mà vặn lưỡi vào thì vặn theo chiều kim đồng hồ, và vặn ra thì ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng khi chúng ta sử dụng á, nó chạy một thời gian thì nó siết con tán này vào rất là chặt, lúc mở ra rất là khó. Những người thợ chuyên nghiệp á, người ta sử dụng tay trái bóp cái nút phía sau này, còn tay phải thì cầm cái lưỡi vặn ngược chiều kim đồng hồ, nó ra rất là dễ dàng. Lúc cầm mày cầm nguyên cái lưỡi này nè, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Chia sẻ với các bạn cách thay con ốc bồn nước. Nếu cái bồn nước nhà của chúng ta nó bị hư con ốc bồn, lâu ngày nó bằng nếu bằng nhựa thì nó bị gãy, còn bằng đồng thau thì lâu ngày nó cũng bị oxy hóa, nó hư đi. Muốn thay cái khác thì chúng ta chỉ việc tháo cái con ốc bồn cũ ra. Kích cỡ bao nhiêu? Có nhiều loại 21, 27, 34. Thì chúng ta ra tiệm điện nước mua y cái kích cỡ như vậy thì thay vào rất là đơn giản. Còn nếu có cái thùng nhỏ như thế này, các bạn muốn làm cái thùng để chứa nước khoan con ốc bồn gắn vào thì cũng rất là đơn giản. Chỉ cần khoan cái lỗ ở dưới cái gần cái đít thùng, sau đó mua con ốc bồn về. Ốc bồn nó gồm có các bộ phận, là phía ngoài là cái con tán nè, và nó có hai cái lớp ron. Bây giờ chúng ta lắp cái con ốc này vào phía trong và lót một cái ron. Khi chúng ta thay ốc bồn cũng làm tương tự như vậy, và gắn cái lông đèn này ra phía ngoài. Tiếp theo thì gắn cái con tán này lại. Khi chúng ta siết chặt con tán này thì nó sẽ ép hai cái miếng lông đèn vào cái thành bồn, nước nó không có bị rò rỉ nữa. Sau đó quấn xu non ở cái răng này và nối ống nước vào. Thế là công việc nó rất là đơn giản.